Chào mừng quý cô bác anh chị đã đến với kênh YouTube Tôi là Thành Danh. Hôm nay tôi rất háo hức, rất vui khi sắp giới thiệu cho anh chị một dự án căn hộ hạng sang tại trung tâm quận nhất. Đó là dự án Grand Manhattan. Dự án sở hữu hai mặt tiền siêu đắc địa tại lõi trung tâm quận nhất là tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ hạng sang, là dự án quy mô lớn nổi bật trong khu vực và có tổng diện tích khoảng 14.000 m2. Dự án hội tụ chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp, tiện nghi gồm khu mua sắm, công viên ở tầng trệt, khu hồ bơi, BBQ, vườn cây và ghế thư giãn lưng trời. Đặc biệt, tại khu vực tất đất tất vàng ngay trung tâm quận nhất, The Grand Manhattan dành không gian lớn cho công viên, cho cảnh quan nội khu rộng đến 4.200 m2. Đây được xem là điểm nhấn xưa nay hiếm và chỉ dành riêng cho chủ nhân sở hữu The Grand Manhattan. Đơn vị phát triển dự án. Dự án The Grand Manhattan được phát triển bởi tập đoàn Novaland. Tập đoàn Novaland là công ty cổ phần hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản ở Việt Nam. Tập đoàn Novaland có lịch sử là 28 năm hình thành và phát triển. Tập đoàn phát triển danh mục hơn 40 dự án với sản phẩm đa dạng như căn hộ, biệt thự, nhà phố, thương mại và đã triển khai và đưa vào sử dụng cùng nhiều quỹ đất có vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lớn như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Thuận, Nha Trang, v.v. Về vị trí của dự án, The Grand Manhattan tọa lạc ngay trung tâm của quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tầm nhìn triệu đô hướng ra các công trình biểu tượng của Sài Gòn phồn hoa như chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23 tháng 9, cũng như tâm điểm kết nối đến chuỗi khách sạn 5 sao, chuỗi tháp văn phòng hạng A và phố Wall Sài Gòn là trung tâm tài chính. Sau đây chúng ta sẽ đi đến dự án qua Google Maps. Dự án tọa lạc tại đường Cô Giang và Cô Bắc, hai mặt tiền. Dự án tọa lạc tại phường Cô Giang, quận nhất, sở hữu hai mặt tiền Cô Giang và Cô Bắc. Đây, vị trí dự án The Grand Manhattan. Từ đây, chúng ta có thể đi đến công viên 23 tháng 9, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà hát thành phố, Dinh Độc Lập, tháp Biteco. Chúng ta có thể tầm nhìn dự án, có thể tầm nhìn ra tháp Biteco, nhìn ra sông Sài Gòn. Sau đây chúng ta đi chi tiết vào dự án ở hai mặt tiền Cô Bắc và Cô Giang. Ở mặt tiền Cô Bắc thì chúng ta sẽ tham quan thực tế. Đây là mặt tiền Cô Bắc. Đây là vị trí của dự án đã được rào. Đây là đường Cô Bắc, hướng này đi về quận 5 và hướng này đi về trung tâm, đi về hướng đường Nguyễn Thái Học. Và chúng ta sẽ tham quan mặt tiền Cô Giang. Đây là vị trí tại mặt tiền Cô Giang. Đây là đường Cô Giang hướng về quận 5. Và đây là hướng về chân cầu, hướng về cầu Ông Lãnh. Một vị trí hết sức đặc biệt. Bây giờ chúng ta tham quan cái view thực tế của dự án. Đây,
Đây là view thực tế của dự án. Phía dưới chúng ta là dự án. Đây là hướng đông bắc. Đây là hướng đông bắc và view về tòa tháp Bitexco cũng như sông Sài Gòn. Đây là sông Sài Gòn, đây là bán đảo Thủ Thiêm. Đây. Đây là cầu Ông Lãnh này, cầu Ca Mét này. Cầu Nguyễn Tất Thành này. Cái view này thì những căn hộ của tháp A1 sẽ có hai view, view nội khu và view ngoại khu, là sẽ view về quận nhất, view về Bitexco và sông Sài Gòn. Phía xa xa đây là Landmark 81. Phía này là sẽ view về Trần Hưng Đạo. Trần Đạo quận nhất. Hướng mặt tiền, hướng dự án mà mặt tiền cô Bắc sẽ view về công viên 23 tháng 9 và view về Trần Hưng Đạo. Đây là Bullman, đây là tòa Bullman. View này là của tháp A2, mặt ngoài, mặt view ngoại khu. Còn view nội khu của tháp A2 sẽ có một vài căn sẽ view ra cái kênh đây. Đây là nhánh của sông Sài Gòn. Còn phía bên này là view mặt ngoài của tháp A3, view về quận 5, view thực tế đây. Những cái căn mặt ngoài của tháp A3 sẽ view về quận 5. Những cái căn mặt ngoài của tháp A2 sẽ view về công viên 23 tháng 9. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Đây là tòa Bullman. Những cái căn mặt ngoài của tháp A1 sẽ view về Bitexco, view về Landmark 81. Những cái căn này là có giá trị và có giá cao nhất trong chuỗi 3 tháp của dự án The Grand Manhattan, vì sở hữu cái view rất là đắc địa, view sông Sài Gòn, view Bitexco. Ở đây quý khách sở hữu những cái view này thì khi mà lễ Tết có bắn pháo hoa thì quý khách không cần phải đi đâu cả, quý khách có thể ngồi tại nhà nhâm ly, nhâm nhi ly rượu, ly bia để ngắm pháo hoa tại nhà. Cái hình này được chụp khá lâu rồi nên là phía trong cái vòng rào này vẫn là còn trống này. Quy mô dự án The Grand Manhattan gồm có căn hộ hạng sang, khu khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và 4 tầng hầm. Tầng 1 và tầng 2 có khu thương mại Boutique House, diện tích là 3.500m², nằm xen kẽ giữa các sảnh đón căn hộ và khách sạn là các gian hàng thương mại dịch vụ có lối vào từ hai đường nội bộ của công viên trung tâm, còn kết nối trực tiếp đến hai đường chính là Cô Bắc và Phô Giang. Là những cửa hàng nhỏ nhưng có hai tầng được kết nối bằng các thang bộ riêng độc lập. Khu thương mại tầng 1, tầng 2 được tổ chức kinh doanh và các loại hình dịch vụ phục vụ cho cư dân. Nhà trẻ tại tầng 1 và 2 với tổng diện tích là 873m². Tầng 3 bố trí tiện ích. Tiện ích thuộc khách sạn. Hồ bơi người lớn có diện tích là 11x38m, hồ bơi trẻ em có diện tích là 11x12m. Và các diện tích còn lại dùng cho spa, gym, trung tâm hội nghị, nhà hàng. Ở tầng 7 là bố trí tiện ích cho cư dân sử dụng. Hồ bơi người lớn 7,7x28m, hồ bơi trẻ em là 7,7x8m. Phòng gym, phòng sinh hoạt cộng đồng, landscape BBQ 350m², sân chơi trẻ em khoảng 800m², lawn ngoài sân vườn và được thiết kế với không gian mở đa chức năng.
số tháp căn hộ. Dự án gồm có 3 tháp A1, A2, A3 với các căn hộ có diện tích thông thủy từ 67m2 đến 97m2. Ở đây, dự án Dream Mansion có 2 loại căn hộ, 2 và 3 phòng ngủ. Ở tháp A1 có 6 thang máy trên 14 căn một tầng. Tháp A2 thì có 3 thang máy trên 7 căn. Và tháp A3 có 7 thang máy trên 14 căn. View của các tháp thì tháp A1 có 2 view. View ngoại khu là Bitexco sông Sài Gòn, Landmark 81, hướng này là hướng Đông Bắc. Và view nội khu, công viên nội khu thì là hướng Tây Nam. Tháp A2 có 2 view. View ngoại khu là công viên 23 tháng 9, đây là hướng Tây Bắc. Và view nội khu là công viên nội khu hướng Đông Nam. Đặc biệt có một số căn của tháp A2 là căn số 1 và số 2 có thể phóng tầm nhìn ra hướng kênh Tàu Hủ, là một nhánh của sông Sài Gòn. Tháp A3 là có 2 view. View ngoại khu là công viên 23 tháng 9 hướng Tây Bắc, và view quận 5 hướng Tây Nam. View nội khu là có view hướng Đông Bắc, là view nội khu. Dream Mansion có 4 tầng hầm. Diện tích tầng hầm, diện tích một hầm là 11.415m2 nhân cho 4 tầng, tức là con mình có hơn 45.000m2 tầng hầm. Độ cao tầng hầm là hầm 1 có độ cao là 4m, hầm 2, 3, 4 có độ cao là 2.95m. Lối vào hầm rộng 7.1 và 7.4m. Độ cao trần của căn hộ, độ cao căn hộ từ sàn đến sàn có độ cao là 3.3m. Độ cao của sảnh đón khách là 5m. Gồm Dream Mansion gồm 4 sảnh được thiết kế và bố trí độc lập, đảm bảo an ninh cho cư dân. Khách sạn có bao nhiêu phòng, do ai quản lý? Và cái khu khách sạn này gồm 217 phòng nghỉ, đơn vị vận hành đẳng cấp quốc tế The Miner. Thì vừa qua tập đoàn Novaland cùng tập đoàn khách sạn Miner Hotels Group đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược tư vấn phát triển quản lý vận hành khách sạn thương hiệu Avani Sài Gòn tại dự án Dream Mansion, tổ hợp căn hộ thương mại hạng sang tại trung tâm quận nhất. Theo đó, khách sạn Avani Sài Gòn sẽ được thiết kế và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế bởi tập đoàn khách sạn Miner, với quy mô 217 phòng cùng các tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp gồm spa, gym, hồ bơi tràn bờ, nhà hàng, bar. Khách sạn được quy hoạch từ tầng 3 đến tầng 7 thuộc khối đế của dự án Dream Mansion. Với việc hợp tác với tập đoàn khách sạn Miner không chỉ góp phần làm hoàn chỉnh giá trị sống đẳng cấp cho cư dân, kiến tạo Dream Mansion xứng tầm là biểu tượng thịnh vượng tại trung tâm quận nhất, mà còn góp phần vào việc phát triển kinh tế du lịch của thành phố nói chung. Thông tin The Miner quản lý vận hành khách sạn Avani Sài Gòn tại Dream Mansion được đăng ngày 2 tháng 8 năm 2020 trên báo The Leader. Đơn vị xây dựng dự án Dream Mansion là Lotte Inc. Tập đoàn Novaland đã ký kết hợp tác chiến lược với công ty Lotte Inc. thuộc tập đoàn Lotte Hàn Quốc. Theo đó, Lotte Inc. trở thành nhà thầu chính cho dự án tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ hạng sang Dream Mansion tọa lạc tại số 100 Cô Giang. Thông tin Lotte Inc. bảo chứng cho chất lượng và tiến độ xây dựng của Dream Mansion được đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 15 tháng 7, 2019. Về mặt bằng của dự án, đây là mặt bằng của tháp A1. Thì tháp A1 có mặt bằng tầng là 14 căn một tầng và có 2 view. View nội khu là hướng Đông Bắc, view về quận nhất, view về Thủ Thiêm, Bitexco, Landmark 81.
Những cái căn đó có mã căn là từ số 3 đến số 10. Và những căn còn lại là căn số 1, số 2, 11, 12, 13, 14 là những cái căn này view nội khu. Tháp A1 được bố trí 14 căn hộ. Có hai loại là 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 67,9 m2 đến 71,63 m2. Và căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 88,67 đến 96,17 m2. Căn số 2 và căn số 11 là 88. Mặt bằng của tháp A2 thì tháp A2 sẽ là tháp có ít căn hộ nhất trong 3 tháp. Tháp A2 chỉ có 7 căn, trong đó có 4 căn 3 phòng ngủ, 4 căn ở góc là 4 căn 3 phòng ngủ và 3 căn 2 phòng ngủ. Thì tháp A2 có 2 cái view, là một là view nội khu là hướng đông nam. Đây là những cái căn view hướng đông nam, tức là căn số 1, số 2 và căn số 7. Và một cái view về công viên 23 tháng 9 là những cái căn số 3 đến số 6. Tháp A2 cũng có hai loại phòng ngủ, tức là 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. 2 phòng ngủ thì có các căn số 1, số 4 và số 5. Căn 3 phòng ngủ là có diện tích từ 80m2 đến 96,17m2. Tháp A3 thì có 14 căn hộ. Và tháp này đặc biệt là có hai view ngoại khu. View thứ nhất là view về công viên 23 tháng 9 là các căn số 9, 10, 11, 12 là view về công viên 23 tháng 9. Các căn view ngoại khu về quận 5 là các căn từ số 4 đến số 9. Ở dự án The Grand Manhattan thì tất cả những cái căn gốc đều là căn 3 phòng ngủ. Ở tháp A3 này thì các căn số 1, số 2, số 3 là view nội khu, cũng như là căn 13, 14 cũng là view nội khu nè. Và diện tích điển hình ở đây cũng dao động từ 67,9 m2 đến 90,81 m2. Đặc biệt ở dự án The Grand Manhattan sẽ có những cái dinh thự trên không. Đây là những cái căn rất đẳng cấp mà xuất hiện tại thị trường trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, và số lượng cực kỳ khan hiếm và có giới hạn. Đây là một cái không gian mẫu của cái căn Mansion in the Sky, dinh thự trên không. Sau đây, mời quý các bác anh chị tham quan nhà mẫu The Grand Manhattan tọa lạc tại trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại The Grand Manhattan đã có căn hộ mẫu tại trung tâm quận nhất. Quý khách có nhu cầu tham quan căn hộ mẫu The Grand Manhattan, vui lòng liên hệ hotline 0778 282 282. Tôi là Thành Danh Novaland, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Vừa rồi thì chúng ta vừa tham quan căn hộ mẫu The Grand Manhattan tại trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây chúng ta đi vào giá bán của căn hộ hạng sang The Grand Manhattan. Thì giá bán ở dự án này dao động từ 7.500 đô, tức là tầm khoảng 160 triệu một mét vuông. Tùy view, tùy vị trí. Căn 2 phòng ngủ có diện tích từ
67m2 sẽ có giá dao động từ 11 tỷ và những cái căn 3 phòng ngủ có diện tích từ 86 đến 97 m2 có giá dao động từ 14 đến 17 tỷ. Đó là giá tại thị trường hiện tại, thời điểm này là tháng 8 năm 2020. Vừa rồi Danh vừa giới thiệu dự án The Grand Manhattan. Đây là một quỹ đất hiếm hoi còn sót lại ở trung tâm được cấp phép xây dựng căn hộ. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu về siêu phẩm căn hộ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh The Grand Manhattan của Novaland, quý khách vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tận tình nhất. Số điện thoại của Thành Danh là 0778 282 282. Quý khách đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Thành Danh Novaland để nhận được những chia sẻ hữu ích về thị trường bất động sản. Cảm ơn quý khách, cảm ơn các bác anh chị đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Xin cảm ơn.